Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ Trung súng đã lên nòng tại Liên Hợp Quốc. Hôm 22 tháng 9 năm 2020, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối đầu với nhau trong một bầu không khí chiến tranh lạnh mới, ngay vào lúc cả thế giới đang phải đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Do tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán nên phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chủ yếu diễn ra qua mạng. Đây là hình ảnh kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc vào hôm 22 tháng 9 và được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Liên Hợp Quốc phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về những hành động của họ vào lúc khởi đầu đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông cáo buộc Bắc Kinh đã để cho virus Trung Quốc lây nhiễm cả thế giới. Về phần Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bài diễn văn được khâu trước, ông nhấn mạnh là Trung Quốc không có ý định lao vào một cuộc chiến tranh lạnh, đồng thời kêu gọi không nên chính trị hóa cuộc chiến chống virus corona. Trong khi nhiều nhà ngoại giao, đứng đầu là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi nên thoát khỏi cuộc đấu tay đôi giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump đã tấn công trực diện Trung Quốc trên những vấn đề mà ông vẫn đặc biệt cảm thấy khó chịu. Đó là nguồn gốc của virus gây bệnh COVID-19 và ô nhiễm và trao đổi thương mại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì lại cố chứng tỏ ông là một người đại diện tiêu biểu của mô hình đa phương, thể hiện có việc ông báo tài trợ hàng trăm triệu đô la cho Liên Hợp Quốc, một cách để khẳng định ảnh hưởng của Trung Quốc. Cũng trong một bài diễn văn dài, Tổng thống Pháp Macron đã cảnh báo là không thể để thế giới sống trong cảnh đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời ông kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế. Mở đầu bài phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump đã nói như sau: "Chúng ta một lần nữa đang bước vào một cuộc chiến toàn cầu vĩ đại. Chúng ta đã phát động một cuộc chiến mạnh mẽ và mãnh liệt chống lại kẻ thù vô hình, đó là virus Trung Quốc, thứ đã cướp đi vô số sinh mạng tại 188 quốc gia." Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói tiếp: "Chúng ta phải buộc quốc gia mà nó đã phát tán virus này ra thế giới phải chịu trách nhiệm. Đó chính là Trung Quốc. Trong những ngày đầu virus bùng phát, Trung Quốc đã phong tỏa đi lại nội địa, trong khi vẫn cho phép các chuyến bay rời Trung Quốc và từ đó đi đầu độc toàn thế giới. Trung Quốc đã lên án lệnh cấm đi lại mà tôi áp dụng lên quốc gia của họ, ngay cả khi họ đã hủy các chuyến bay nội địa và khóa chặt người dân trong nhà. Và Tổ chức Y tế Thế giới gần như đã bị Trung Quốc kiểm soát, đã tuyên bố sai rằng không có bằng chứng về truyền nhiễm từ người sang người. Sau đó họ đã nói không đúng rằng những người không có triệu chứng sẽ không lây lan bệnh dịch này. Liên Hợp Quốc phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về những hành động của họ. Ngoài ra, mỗi năm Trung Quốc đổ hàng triệu tấn nhựa và rác thải xuống các đại dương, đánh bắt cá tại các vùng biển của các nước khác, phá hủy rạn san hô rộng lớn và xả thải thủy ngân độc hại ra môi trường nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy. Và ngay sau đó, khi giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã cáo buộc Mỹ lan truyền virus chính trị tại Liên Hợp Quốc, và tôi phải nhấn mạnh rằng phát ngôn của Mỹ không phù hợp với bầu không khí chung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông nói. Trong video phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc đã chỉ trích những hành vi theo chủ nghĩa biệt lệ hoặc tiêu chuẩn kép, khẳng định không nước nào được phép làm bất cứ điều gì họ thích và trở thành bá chủ hay kẻ bắt nạt của thế giới. Tuy nhiên, khác với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Tập Cận Bình đã không nêu đích danh Mỹ, cũng không đưa ra những ngôn từ gay gắt, đào to bố lớn nhằm công kích đối thủ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu trong kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Tập kêu gọi chủ nghĩa đa phương, hòa bình và hợp tác, đề nghị thế giới tránh sự kỳ thị và tôn trọng vai trò toàn quyền của Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc trong việc lãnh đạo thế giới thoát khỏi đại dịch. Ông Tập nói tiếp, chúng ta nên nghe theo hướng dẫn của khoa học, hãy để Tổ chức Y tế Thế giới toàn quyền thực hiện vai trò lãnh đạo, phát động phản ứng quốc tế chung với đại dịch này. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa vấn đề này hay gieo rắc kỳ thị đều phải đẩy lùi, ông Tập nói. Và Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi các nước không nên lảng tránh thách thức của toàn cầu hóa, đồng thời thêm rằng cần tôn trọng Tổ chức Thương mại Thế giới, cơ quan mà ông Tập cho rằng Mỹ đang cố tình gây khó dễ khi từ chối bổ nhiệm thành viên mới của cơ quan giải quyết tranh chấp. Tổng thống Mỹ vào hồi đầu năm nay đã tuyên bố rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới khi cáo buộc cơ quan này thiên vị Trung Quốc và có phản ứng sai lầm trong giai đoạn đầu của đại dịch. Trong bài phát biểu vào ngày 22 tháng 9, Tổng thống Donald Trump mô tả Tổ chức Y tế Thế giới đã gần như bị kiểm soát bởi Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định quan điểm nước Mỹ trước tiên, lập trường kiên định của ông trong suốt nhiệm kỳ và chiến dịch tái tranh cử. Những quan điểm trái ngược và cáo buộc lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh suy giảm nghiêm trọng ra sao kể từ khi COVID-19 bùng phát từ tháng 12 năm 2019. Nhiều nhà phân tích chính sách đối ngoại cho rằng hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thiếu thận trọng trong các phát biểu của họ. Fana Fu, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Toronto ở Canada, mô tả Trump tung đòn công kích bằng ngôn từ mang tính kỳ thị, xem đối thủ như virus toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc thì ca ngợi chủ nghĩa đa phương, nhưng thực chất lại chơi theo luật riêng của mình. Đây là hình ảnh tờ báo India Today. Mới đây, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã xây dựng 9 tòa nhà bên trong 2 km ở phần đất biên giới thuộc Nepal để chiếm đất. Công trình hiện đã hoàn thành nhưng chưa rõ mục đích sử dụng. Trung Quốc cũng hạn chế và ngăn chặn người dân Nepal đến gần khu vực trên. Và năm ngoái, Trung Quốc cũng đã tạm dừng xây dựng 3 tòa nhà sau khi Nepal phản đối. Scott Moult, giám đốc chương trình Trung Quốc toàn cầu tại Đại học Peninsula ở Mỹ, cho rằng nhận xét của Trump về vấn đề môi trường của Trung Quốc cũng thiếu cẩn trọng. Tất cả các học giả và nhà khoa học môi trường mà tôi biết hầu hết nói rằng cả hai nước đều có những thiếu sót trong giải quyết vấn đề môi trường, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Và Trung Quốc có thể được tín nhiệm về chính sách môi trường hơn mức họ xứng đáng được nhận dựa trên kết quả thực tế. Đơn giản là vì Trung Quốc đã từ chối tham gia nhiều thể chế đa phương lớn như các cuộc đàm phán về khí hậu do Liên Hợp Quốc dẫn đầu, ông nói thêm. Trong bối cảnh lo ngại cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể dẫn đến chiến tranh lạnh mới, Bắc Kinh đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thể hiện thái độ thù địch đối với các thể chế đa phương. Xu hướng này gia tăng trong vài tháng gần đây khi hai nước bất đồng về nhiều vấn đề như COVID-19, thương mại, công nghệ, Đài Loan, Hồng Kông và vấn đề Biển Đông. Peng Shaoqing, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Toàn cầu của Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ngày càng cứng rắn hơn với Trung Quốc nhằm tăng cơ hội tái tranh cử. Năm nay, ông ấy có đầy đủ đạn dược để tập trung hỏa lực vào Trung Quốc, gồm cả vấn đề đại dịch. Ông ấy có thể sẽ biện minh cho việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và các thể chế đa phương rằng những tổ chức này thiên vị Trung Quốc hoặc thậm chí bị Trung Quốc kiểm soát. Trên KP, nhà phân tích của Fox cho rằng khi Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng toàn cầu, việc Mỹ rời xa các khuôn khổ hợp tác đa phương từ Hiệp định Biến đổi Khí hậu Paris tới Tổ chức Y tế Thế giới đã để lại khoảng trống trên vũ đài quốc tế. Trung Quốc đang cố gắng lấp đầy nó và thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ như cam kết đóng góp 30 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút ngân sách cho tổ chức này. Elizabeth Colson, Chủ tịch Giám đốc điều hành của Quỹ Liên Hợp Quốc, nói rằng ngay cả khi Mỹ cố gắng để thúc đẩy Tổ chức Y tế Thế giới cải tổ, quốc gia này đang mất dần ảnh hưởng trong cuộc chơi này bởi họ đã rời sân. Đây là hình ảnh trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ. Stewart Patrick, chuyên gia quản trị toàn cầu của Hội đồng Quan hệ Quốc đối ngoại, nói Mỹ cho rằng Liên Hợp Quốc và các cơ quan trực thuộc như Tổ chức Y tế Thế giới không hoàn hảo và cần phải cải cách. Nhưng cách Trump tức giận, chỉ trích và dọa rút khỏi những tổ chức đó không giải quyết được vấn đề. Nếu Mỹ muốn các cơ quan Liên Hợp Quốc hoạt động vì lợi ích của mình, Mỹ cần phải hợp tác, ủng hộ và bảo vệ họ. Đó là điều Trung Quốc đang cố gắng làm hôm 22 tháng 9. Patrick viết trong bài phân tích của mình trên trang Fox. Và trong bài phát biểu UNGA 75, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo thế giới đang bất ổn vì đại dịch và ngầm kêu gọi hai quốc gia Mỹ và Trung Quốc không tiến sát tới bờ vực chiến tranh lạnh. Chúng ta đang đi theo hướng rất nguy hiểm. Thế giới của chúng ta không thể chấp nhận một tương lai nơi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chia cắt toàn cầu bằng một vết nứt lớn, trong đó mỗi bên đề ra các quy tắc thương mại và tài chính riêng, cũng như sở hữu năng lực Internet và trí tuệ nhân tạo riêng rẽ. Và chúng ta phải làm mọi thứ để tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. Guterres đã nói như vậy. Và bên cạnh đó, Tổng thống Philippines cũng bất ngờ nêu bật giá trị của phán quyết Biển Đông vào năm 2016 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Báo chí Philippines đã ca ngợi bài phát biểu qua video của Tổng thống Duterte vào ngày 22 tháng 9 năm 2020 nhân khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Nguyên thủ Philippines đã tuyên bố cương quyết phản đối những nỗ lực nhằm phá hoại phán quyết Biển Đông năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Trong diễn văn được thu trước để phát tại Hội trường Liên Hợp Quốc, Tổng thống Duterte trước hết khẳng định những hành động của Philippines tại Biển Đông luôn phù hợp với Công ước Luật Biển Quốc tế và Luật Biển UNCLOS 1982 và phán quyết trọng tài 2016.
Theo ông, phán quyết này giờ đây là một phần của luật pháp quốc tế, vượt ra ngoài mọi thỏa thuận, thỏa hiệp và ra ngoài tầm của các chính phủ khác nhau để có thể làm xóa mờ, giảm thiểu giá trị hay bỏ đi. Tổng thống Duterte đã khẳng định rằng Philippines cương quyết phản đối những nỗ lực nhằm phá hoại phán quyết này. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Philippines Duterte. Lãnh đạo Philippines đồng thời hoan nghênh việc ngày càng có nhiều nước ủng hộ phán quyết. Phát biểu của Tổng thống Philippines về Biển Đông và nhất là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, rõ ràng sẽ khiến Trung Quốc bất bình. Phát biểu trước ông Duterte, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không hề nói đến Biển Đông. Động thái của ông Duterte là khá bất ngờ vì trước đó ông hoàn toàn im lặng trước những lời kêu gọi ông nêu vấn đề Biển Đông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong lúc trong chính quyền của ông đã có sẵn một số ý kiến cho rằng không cần phải nhắc đến phán quyết này ở Liên Hợp Quốc. Báo chí Philippines đã lên tiếng ca ngợi Tổng thống Duterte. Một ví dụ, trang tin Rappler thì cho rằng ông Duterte đã làm nên lịch sử khi mượn một diễn đàn của Liên Hợp Quốc để nêu lên chiến thắng pháp lý đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Cũng theo tờ Rappler của Philippines, tuyên bố của ông Duterte chẳng khác gì một quả bom. Trước phát biểu về Biển Đông của Tổng thống Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm 21 tháng 9 đã lên tiếng hoan nghênh về việc ba nước châu Âu là Anh, Đức và Pháp vào ngày 16 tháng 9 đã gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một tin nhắn tweet, ông Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng tuyên bố hoan nghênh việc Anh, Đức và Pháp bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Với những diễn biến đó thì Trung Quốc dường như tứ bề thọ địch và ngày càng bị cô lập trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020 với bản tin Mỹ, Trung, súng đã lên nòng tại Liên Hợp Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.